Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 29. Dân Philippines nhóm hiệp hết thảy các đạo quân tại Aphek, còn dân Israel đóng trại gần suối Gitreen. Các quan trưởng dân Philippines và đạo quân kéo ra trước từng trăm từng ngàn, còn David và những kẻ theo người đi hậu tập với Akit. Bây giờ, các quan trưởng dân Philippines nói rằng, những người Hebrew đó là ai? Akit đáp rằng, ấy là David, tôi tớ của Saul, vua Israel, ở với ta đã lâu ngày chài năm. Từ ngày người sang nơi chúng ta cho đến bây giờ, ta chẳng thấy lỗi gì nơi người. Các quan trưởng Philippines nổi giận nói với Akit rằng, hãy đuổi người này trở về chỗ ông đã lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta. E trong lúc chiến đấu, hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng? Vì hắn làm thế nào cho được hòa cùng chủ mình? Há chẳng phải nhờ những thủ cấp của chúng ta sao? Há chẳng phải về David này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Vậy Akit gọi David mà nói rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi vốn là một người ngay thẳng, ta thích ngươi vào ra trong trại quân với ta, vì từ ngày ngươi đến cùng ta cho tới ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Philippines. David nói với Akit rằng, tôi có làm điều gì, và từ khi tôi ở gần vua đến ngày nay, vua có tìm thấy điều chi nên quở trách nơi tôi tớ vua, mà tôi không được đi đánh quân thù nghịch của chúa tôi là vua? Akit đáp với David rằng, ta biết điều đó. Ngươi vốn đẹp lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng các quan trưởng Philippines có nói, hắn sẽ không lên đánh trận cùng chúng ta. Ấy vậy, ngươi và những đầy tớ của chủ ngươi đã đến cùng ngươi. Hãy dậy sớm. Phải, hãy dậy sớm, và vừa khi trời sáng hãy đi đi. Vậy, David và các kẻ theo người dậy sớm, để vừa sáng mai đi trở về trong xứ dân Philippines. Còn dân Philippines đi lên Gitreen. Chương 30. Khỏi ba ngày, khi David với những kẻ theo mình đến Siết Lát, thì dân Amalek đã loáng đến miền nam cùng Siết Lát, xông vào Siết Lát và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, song khi đi có dẫn tù hết thảy. Khi David và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy. Vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bây giờ, David và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc. Khóc, đến nỗi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ David cũng bị dẫn tù, tức Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Naban tại Cạc-mên. David bị sự hoạn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Người nói cùng thầy tế lễ Abitha rằng, ta xin thầy hãy đem ephod cho ta. Abitha đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng, tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng? Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy khởi đuổi theo nó. Quả thật, ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt. Vậy, David ra đi cùng 600 người theo mình. Đến khe Bê-sô, những người mệt mỏi bèn dừng lại. David cứ đuổi theo với 400 người, vì 200 người kia đã dừng lại, lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe Bê-sô được. Bọn của David gặp một người Ai Cập trong đồng ruộng, bèn dẫn đến cùng David.
người ta cho người này bánh ăn nước uống, cũng ban cho người ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại, vì trong 3 ngày 3 đêm người không ăn, không uống chi hết. David hỏi người rằng, ngươi ở với ai và ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là một người Ai-cập tuổi trẻ, làm tôi tớ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi đã 3 ngày rồi vì tôi đau. Chúng tôi có loáng đến đất miền nam của dân Kerethit, địa phận Juda, và đến đất phía nam Caleb, và chúng tôi đã đốt xiết lát. David hỏi, ngươi hướng dẫn ta đến cơ binh này chăng? Người đó thưa rằng, hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng, ông sẽ chẳng giết tôi hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến cơ binh đó. Người Ai Cập dẫn họ đến. Họ thấy dân Amalek tràn ra khắp xứ ăn uống và chơi giỡn, vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Philistin và trong xứ Juda. David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Trừ ra 400 người trai trẻ cưỡi lạc đà chạy trốn thì chẳng một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu 2 vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy. David đem về hết thảy. Người cũng bắt lại bò và chiên. Quân lính của David đi đầu bầy này mà nói rằng, này là của David bắt được. David trở về cùng 200 người trước kia bị mệt nhọc quá, theo người không nổi, mà người đã để lại gần bên khe Bê-sô. 200 người ấy đi tới đón David và đạo binh theo người. David lại gần hỏi chúng mạnh giỏi chăng. Nhưng hết thảy kẻ hung ác, kẻ côn đồ ở trong bọn David cất tiếng nói rằng, bởi vì chúng nó không đi cùng chúng ta sẽ không nhường cho chúng nó một phần của cải nào mà chúng ta đã lấy được, chỉ trả lại vợ và con của mỗi người mà thôi. Chúng nó hãy dẫn họ mà đi đi. Nhưng David đáp rằng, hỡi anh em, chớ làm như vậy về vật mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta. Vậy ai theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau, chúng sẽ chia cho nhau vậy. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó làm luật và lệ trong Israel, hãy còn đến ngày nay. Vậy David trở về xiết lát và gửi một phần của cướp cho các trưởng lão Giu-đa, tức là bạn hữu người, mà nói rằng, này là một lễ vật cho các ông, do của cướp lấy nơi kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va. Người gửi cho những người ở Bê-tên, Ra-mốt, miền nam, Giạc-thia, cho những người ở A-rô-e, Ship-mốt, Ê-thê-mô-a, cho những người ở Ra-canh và ở các thành của dân Giê-rách-mê-lít, cho người ở các thành Kê-nít, cho người ở Họt-ma, Bọt A-sang, A-tác, Hê-prôn, và cho khắp mọi miền nào David đã đi ngang qua với đạo binh mình. Chương 31. Bấy giờ dân Philistin giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philistin, và nhiều người trong bọn bị vít chết, ngã xuống trên núi Gilboa. Dân Philistin hăng rượt theo Saul cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Manchishua là các con trai của Saul. Thế trận dữ dội cho Saul, những lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương. Saul nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng, hãy rút gươm ngươi đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng. Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm. Saul bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh khí của Saul thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Như vậy, trong ngày đó, Saul, 3 con trai người, kẻ vác binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đan thấy đạo binh Israel chạy trốn, Saul và 3 con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi. Nên nổi dân Philistin đến ở đó. Ngày sau, dân Philistin đến lục soát những kẻ chết,
thấy Saul và ba con trai người nằm sải trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philistin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Chúng để binh khí của Saul tại trong đền thờ Ác Tạc Tê và treo xác người vào tường thành Bết-san. Nhưng khi dân sự Gia-be ở Gala-át hay điều dân Philistin đã làm cho Saul, thì những người dõng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm gỡ lấy xác của Saul và của con trai người khỏi tường thành Bết-san. Rồi họ trở về Gia-be thiêu đốt các thây tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần Gia-be và kiên ăn trong 7 ngày. Chương 27. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng với Chúa Giê-xu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Khi ấy Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Song họ đáp rằng: sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng đốc. Quan hỏi rằng: có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Song Đức Chúa Giê-xu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Phàm đến ngày lễ vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Khi chúng đã nhóm lại thì Phi-lát hỏi rằng: các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Giê-xu gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài. Quan tổng đốc đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Giê-xu. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: trong 2 người này các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba. Phi-lát nói rằng: vậy còn Giê-xu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi: sao người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giê-xu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cái sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: lại vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại,
rồi đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Siren tên là Simon, thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giêsu. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ. Họ cho ngài uống rượu trộn với mật đắng, song ngài nếm thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của ngài, rồi họ ngồi đó mà canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài, họ để cái bảng đề chữ chỉ về án ngài rằng: người này là Giêsu, vua dân Giu-đa. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười ngài, lắc đầu mà nói rằng: ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo ngài rằng: nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với ngài cũng nhiếc móc ngài như vậy. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu tiếng lớn lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng nó kêu Eli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy mà đưa cho ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: hãy để vậy, coi thử có Eli đến giải cứu nó chăng? Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi truốc linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: thật, người này là con Đức Chúa Trời. Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc ngài. Trong những đàn bà đó có Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia-cơ và Joseph, và mẹ hai con trai của Zebedee. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pharisee cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng: khỏi 3 ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy các người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi nói với chúng rằng ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng: các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mã ngài lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Chương 28. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên.
Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng chạy báo tin cho các môn đồ. Này Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng: các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thi Thiên 81. Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta. Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy hát sướng và nổi tiếng trống cơm, đờn cầm êm dịu với đờn sắt. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta. Vì ấy là một luật cho Israel, một lệ do Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài lập điều ấy làm chứng cớ nơi Joseph, lúc Ngài ra đánh xứ Ai-cập, là nơi tôi nghe một thứ tiếng tôi chẳng hiểu. Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người, tay người được buông khỏi cái giỏ. Trong cơn gian truân, ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu ngươi, đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét và cũng thử thách ngươi nơi nước Meriba. Hỡi dân sự ta, hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Ở Israel, chớ chi ngươi khứng nghe ta. Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, ngươi cũng chẳng nên thờ lại thần kẻ ngoại. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Ai-cập. Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó. Ôi, chớ chi dân ta khứng nghe ta, chớ chi Israel chịu đi trong đường lối ta, thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó. Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài, song dân ta sẽ còn đến đời đời. Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài
mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.